Xin chào quý vị, chương trình truyền hình trên kênh 7 tối nay, thứ Bảy ngày 22 tháng 12. Xin mời quý vị theo dõi những tiết mục sau đây. 19 giờ trò chơi truyền hình chuyện nhỏ, 19 giờ 50 phút tình thế giới. 20 giờ ngôi nhà mơ ước, 20 giờ 30 phút chuyện không của riêng ai. 21 giờ chinh phục đỉnh Everest, 21 giờ 10 phút cười chúc chơi. 21 giờ 20 phút chúc phim phim truyện Việt Nam KTX tập 15. 22 giờ 15 phút tình trong nước. 22 giờ 30 phút chiếu phim phim truyện Trung Quốc Sóng gió cuối Triều Minh tập 20. 23 giờ 30 phút tình của ngày tình thế giới tình thể thao. 23 giờ 50 phút người chiến thắng. Chương trình rạng sáng ngày 23 tháng 12 gồm có những tiết mục sau đây. 0 giờ 50 phút sân khấu về khuya kịch tiếng hát. 2 giờ 30 phút phim truyện Việt Nam cay đắng mùi đời tập 1. 3 giờ 30 phút thế giới giải trí. 3 giờ 45 phút giai điệu bốn phương. Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi chương trình truyền hình tối nay. Hãy tưởng tượng khai sinh một chiếc tivi khiến mọi căn phòng đều trở nên sang trọng và rộng rãi hơn. Xin thông báo, bây giờ là 19 giờ. Chương trình hôm nay với sự góp mặt của các bé Phương Vi, Khôi Nguyên, Thúy